Ngày 1 tháng 6, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các trẻ đến từ các trường mẫu giáo tiểu học trên địa bàn thành phố biểu diễn. Những bài hát múa vui tươi, những điệu nhảy hiện đại được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, mang đến bầu không khí vui tươi sôi động và sự cổ vũ nhiệt tình của quý phụ huynh và các em học sinh. Qua đó, tạo điều kiện cho các em được gặp gỡ, giao lưu và có một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích.